Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mình. Mình là Chu Kỳ Chưa Tới Đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với Street Fighter. Với Street Fighter nhưng mà có thêm tờ 2 nhưng mà thêm chữ sub này có thêm. Nó thêm chữ super vào là và super giờ trở thành Super Street Fighter 2. Rồi, mình sẽ chọn nhân vật Ryu. Đối thủ đầu tiên của mình. Hả? Hả? Hiya! 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 Ryu. Này lại càng thêm đối nhiều đối thủ hơn. Kia, 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 kia. Ôi, thôi. Từ từ nào, đánh từ thôi nào. Cái dùng skill thì mình không biết nhá. Mình chỉ biết là đấm mấy đáo thôi chứ còn việc thực dụng. Còn độc chiêu thì mình không biết là làm thế nào nha. Còn về độc chiêu thì mình không biết nha. Đối thủ tiếp theo là Đao Sư. Độc chiêu thì mình không biết. Ôi da, da. Đâu rồi? Hả? Yeah. Oh my god. Dùng chiêu dùng tuyệt chiêu thì mình không biết là sao. Mấy cái tuyệt dùng tuyệt chiêu thì mình không biết nha. Bấm nút não để dùng tuyệt chiêu kia. Ờ, tự nhiên ông ta ném mình. Về đi mẹ tự nhiên anh ta ném mình đi. Rồi, đối thủ tiếp theo của mình sẽ là ai đây? Ui dồi ôi, cái ông này ông tộc trưởng là cái ông tộc trưởng. Ô, mình vẫn có thể ném được ông ta. Hai trận. Mẹ hai trận vừa rồi mình thắng xuất sắc như thế, lần này mình thua. Nhưng mà vào có 3 rồi. Nhảy thế. Mình thắng rồi. Nào ra đây, ra đây. Ra đây nào, ra đây. Ra đây.
Quyên nói. Oh, bonus deck. Bonus deck. Oh, gì đây? Xe đây, đây giả sử. Đây là giả sử. Đây là cái giả sử, đây là xe của thằng cái xe của Kevin 11. Đây mọi người đây có thể giả sử đây, đây là xe của Kevin 11 đi phá xe. Giả sử như đây là xe của Kevin 11. Phá xe thằng Kevin 11 rồi. Ok. Ô, thằng bạn xe của thằng Kevin 11 đang đi phá xe của Kevin 11. Tôi đang phá xe của Kevin 11. Hello my friend. Oh, hello bạn nhỏ, lâu rồi mình không gặp nhau. Hello my friend. Perfect. Yes. Trước mắt mình hiện giờ đang còn một đang đối thủ tiếp theo mình sẽ DJ đối thủ tiếp. Anh da đen nhá. Đâu? Thôi anh ơi. Trượt rồi nhá. Thắng hai lần liên tiếp. Trận tiếp theo. Wow, right. Không biết đâu rồi. Và mình có nghe đến cái việc mà Senna hay mi hâm mộ của biên tập viên Mai Anh người đấy, cái bà mà xuất hiện trong clip của Long Chu đi bây giờ còn nhớ không? Cái clip đấy trước đó mình đã đi, lần trước mình reaction đấy, mình reaction chuyến đi máy bay đệ nhất của Long Chu.
anh ấy lên là... quý vị biết này, Long Chun á, quý vị biết Long Chun không? Là anh ta là một là ông Bi trong trong chương trình thiếu nhi trổ tài cùng bé đấy. Ôi lại phòng đặc biệt. Hoàn hảo, perfect. Ồ là thằng Mỹ, thằng nước Mỹ này quý ơi. Haha, thua. Perfect lần này thì perfect rồi. Chắc chắn luôn. We must defeat Mike Dragon Punch to stand a chance. Rồi, xong. Trước mắt mình hiện giờ đang có. Đã vào được rồi. Oh, vậy lại cục cưng. Lại cục cưng này. Oh, hello. Hello, baby. Chào, chào cưng. Cưng khỏe không? Rồi, chút đi, chút đi, chút đi. Đánh anh đi bắt đây. Tha cho anh đi. Em ơi tha cho anh. Đừng đánh anh nữa mà. Xong.
Trước mắt mình hiện giờ là đang còn hai đối thủ là Giang Ghép và ba đối thủ. Ô, màn chơi lại một màn chơi đặc biệt nữa này. Đó là xem nó là cái thùng đó làm gì đâu. Đây. Dùng chân đạp. Hả? Để cái thùng lăn mất rồi. Thế rồi để cái thùng lăn mất rồi. Hết giờ. 11.000 điểm. Ghi được 11.000 điểm. No. Trận tiếp theo, đối thủ cuối cùng của mình là Giang Ghép. Sau khi xong Giang Ghép sẽ đi đấu bot. Trông to con này khó đánh lắm anh quý vị biết đấy. Trông to con này khó đánh. No!
và mình nhớ trong cái game Street Fighter có một con màn mà đặc biệt nữa nó phá cái thùng xăng ấy, mình nghĩ là trong Street Fighter có một màn đặc biệt nữa đó là phá cái thùng xăng, thùng kia hay là thùng nhiên liệu đúng không? À đâu, anh ơi. Đó. Ngồi thằng Tây Ban Nha này, thằng người cái thằng Tây Ban Nha này lại thằng đau. Anh ơi thôi cho tôi anh ơi. Đâu, thôi anh ơi. Thôi mà anh ơi. Trời, anh ta thắng rồi. Chưa gì anh ta đã đánh mình rồi. Nhớ định à, mình phải chơi đến khi nào thắng rồi đánh bại tại đâu đi nhà thắng anh ta luôn. We'll be right back.
Chúng ta còn hai tên boss rồi, đó chính là Saga và Mason. Này thì xa gắt. Không thua tí nào là. You must defeat my dragon pants to send a chance. Ok, cho chúng ta sang cho tên trùng cuối cùng ta. Tên trùng cuối cùng, em Bison. Thank you.
chơi ăn sẵn. Ha ha, suy đơn thì thua. You must defeat my brother. I'm still savage. Cũng may phiên bản này không có Akuma. Và như vậy là hết rồi, xem bảng điểm, các em xem bảng điểm nhá. Mình dẫn đầu này. Mình dẫn đầu này quý ơi. Vâng, như vậy đến đây kết thúc rồi nha. Và nếu như bạn nào thích cái video của mình ngày hôm nay, hãy cho mình nút like, chia sẻ video, cũng quên nhấn nút subscribe ủng hộ mình nha. Đây chính là một cái động lực rất là lớn giúp cho mình làm những cái video tiếp theo hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video mình. Hẹn lại các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.